你好，你编号几号？他编号2874。你去过台湾了吗？你过来了吗？早就去了。他没去过。在台湾你有亲戚朋友吗？có đến luôn các bạn bè người thân gì không? Không ạ. Tha mấy giờ? Mì khuê châu yên khơ chiều mà. Em có biết uống rượu hút thuốc không? Không ạ. Tha phú quầy. Mì mua chén ra Việt Nam chua sở mơ công chua. Hiện nay ở Việt Nam thì em làm công việc gì? Hàn thì ạ. Thế sư Hàn cung. Chua chỉ nén. Em làm mấy năm? 3 năm. Chua san nén. Tại Việt Nam, y cư yên xin sửa tua sảo chén. Hiện nay ở Việt Nam thì lương của em một tháng là bao nhiêu? 3 triệu. Ta xin sửa ta cai 150 mấy chín. Tại Thái Văn công chua, nếu của cu chủ giao nhị phê khớ cha ba, nhị yên nhị mà? Khi ở Đài Loan, nếu chủ lao động yêu cầu em tăng ca thì em có phối hợp được không? Có ạ. Khớ ý. Tôi xin thêm miên sư giữa công chua, nhiều sở mộ ơn thí mà. Đối với công việc phỏng vấn ngày hôm nay thì em có vấn đề gì không? Không ạ. Ta mấy dấu ơn thí. Tôi chinh chủ là mà. Đều rõ cả rồi chứ. Rõ ạ. Thật tôi chinh chủ là. Chính thiên nhỉ khuấy tá tự ơn thí, nhỉ eo lão sứ, chuyên sứ, quân ứng chi thiên, nhỉ chứ tao mà. Tất cả những câu trả lời của em ngày hôm nay đều phải thành thật, không được dối trá. Em có hiểu không? Có ạ. Thật tôi chinh chủ. Nà chinh, xem ra cái nhỉ y phân trông, thí xa bao, chính chuẩn bề. Cho em 1 phút để... Đã biểu các em kê ghế đi ra tường. Chuẩn bị. Có. Điện thoại thì chuẩn bị đấy. Bắt đầu. 20, 21, 22, 23. OK. 好, 23个. 谢谢。谢谢。谢谢你。